Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi chi tiết tuần mới của 12 con giáp từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 để giúp cho quý vị đốn lành, lãnh dữ, có được một tuần nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vậy diễn biến cụ thể ra làm sao, tuần mới làm sao để cho quý vị đốn lành, lãnh dữ, giải trừ những điên đủi thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang tuần mới, có thể nói rằng tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Suốt trong khoảng thời gian từ đầu tuần đến giữa tuần, bản mệnh nhận được sự phù trợ của chính ấn và thiên ấn nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người. Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào, thương quan và thiên quan cũng khuyên bạn cần tránh đối đầu với người quyền cao chức trọng hoặc kẻ tiểu nhân. Sao tử vi mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này? Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, chuyện tình cảm của tuổi Tý không có quá nhiều điều đáng chú ý. Các cặp đôi vẫn thường xuyên va chạm và mâu thuẫn với nhau. Hai người đều nên kiềm chế bản thân, không nên khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, cả hai đều phải chịu tổn thương. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tìm được những cơ hội thích hợp để thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nếu cố gắng sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, vợ chồng dễ mâu thuẫn, bất đồng vì quan điểm trái chiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, bao dung hơn với mọi người, không nên nói lời tổn thương. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Có thể nói rằng tuần này là một tuần hung cát đan xen đối với người tuổi Sửu. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội làm giàu đấy. Thậm chí, thiên tài còn cho thấy bạn còn có thể phát tài nhờ dựa vào vận may nữa cơ. Tuy nhiên, đứng trước các cơ hội kinh doanh, bạn cần suy nghĩ và đưa ra những quyết định chính xác, nếu không rất dễ vướng phải kiện tụng, thị phi. Trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Sự nghiệp của bản mệnh cũng không quá khởi sắc trong tuần này, do bạn phải chịu nhiều tác động của kiếp tài và tỷ kiên. Những mâu thuẫn xảy ra chủ yếu xuất phát từ các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, vì vậy mà bạn cần có cách ứng xử phù hợp để hóa giải căng thẳng. Khoảng thời gian đầu tuần, tình cảm của người tuổi Sửu phải nói rằng khá ảm đạm. Bạn thường khép mình hoặc quá cứng đầu, chủ quan khiến người khác khó có thể tiếp cận hoặc thấu hiểu. May mắn, đến cuối tuần, bạn dần mở lòng hơn và biết tâm sự với người thân thiết, giúp khúc mắc được tháo gỡ. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm gặp nhiều vấn đề đau đầu, hãy mở lòng hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, vợ chồng chưa thực sự hiểu nhau, cần trò chuyện nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn với đồng nghiệp, dễ gặp phải rắc rối. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, thận trọng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, có thể kiếm được một khoản kha khá dựa vào vận may. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần.
vận trình tình cảm của người tuổi dần khởi sắc hơn vào thời điểm cuối tuần. Sau một tuần với nhiều căng thẳng, thậm chí là mâu thuẫn, hiểu lầm thì đến cuối tuần, đôi bên đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Cả hai đều cảm thấy trân trọng mối quan hệ hiện tại. Sự nghiệp của bạn có nhiều rắc rối xảy ra do sự tác động của tỷ kiên và kiếp tài, nhưng hãy yên tâm. Chỉ cần vững vàng vượt qua khoảng thời gian đầu tuần thì sau đó chính là lúc bạn khẳng định bản thân để mọi người nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Bạn có thể hoàn thành được những việc mà người khác cho là bất khả thi. Xem tử vi của 12 con giáp thấy rằng phương diện tài lộc của bản mệnh không thực sự có nhiều biến động vào thời điểm này. Cuối tuần, thiên tài cho thấy vận may có thể đến với một số người, nhưng khoản tiền này cũng không đáng kể, không đủ để cải thiện hoặc bù đắp với những tốn kém trước đó. Do đó, tiểu hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, làm việc cần để ý trước sau, tránh đắc tội với người khác. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, tránh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, khẳng định được quan điểm đúng đắn của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, đôi bên dần thấu hiểu và ngày càng quý trọng nhau hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Người tuổi Mão gặp phải thách thức trong sự nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên của tuần mới. Kiếp tài và tỷ kiên cho thấy bạn quá tự tin nên thành ra cứng đầu cứng cổ, không thích nghe theo lời khuyên của người khác. Cẩn thận, bạn có thể làm mất lòng cấp trên hoặc đồng nghiệp đấy. Đến giữa tuần, tình hình có vẻ khởi sắc hơn, bạn tìm được cơ hội khẳng định một vài quan điểm hoặc suy nghĩ của mình là đúng đắn. Chính ấn và thiên ấn cho thấy những người làm ở chức vụ cao có thể nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Song bạn đừng nên vội vàng thỏa mãn vì những gì mình đã làm được và ngừng cố gắng nhé. Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Khoảng thời gian từ đầu tuần đến giữa tuần, chuyện tình cảm của người tuổi Mão khá yên ắng, nhưng đến cuối tuần thì có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Nếu còn độc thân, bạn có thể tích cực tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu để tìm được người yêu lý tưởng. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, cứng đầu cứng cổ, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, tích cực hơn trong việc giao lưu, gặp gỡ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân có ý định tiếp cận mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, điểm mạnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, không nhận được nhiều khoản lời lãi trong tuần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Theo tử vi hàng tuần phương Đông cho thấy, tình hình tài lộc là một trong số những điểm sáng rực rỡ của người tuổi Thìn vào thời điểm đầu tuần này. Nhiều cát tinh trợ giúp khiến cho bạn, dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được một khoản tiền lãi hoặc tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Song cũng cần phải nhớ rằng dù đạt được thành công lớn đến thế nào, bản mệnh cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc tỏ vẻ coi thường người khác. Nếu không, thương quan và tỷ kiên sẽ mang lại cho bạn nhiều rắc rối vào chính những lúc mà mình không ngờ tới nhất. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên chú ý tới những kẻ ghen tị cố tình tiếp cận mình. Những người đã lập gia đình có thể sẽ phải đương đầu với nhiều chuyện rắc rối trong suốt tuần này. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau, không ai chịu nhường ai cả. Điều này có thể khiến bầu không khí trong nhà luôn căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến cả những người khác. Tuy nhiên, nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp vào thời điểm giữa tuần, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp.
tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuy nhiên không nên quá kiêu ngạo. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nhận được lợi nhuận do đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cần thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cởi mở hơn với những người chân thành với mình. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Có thể thấy rằng, tuần này là một tuần đào hoa nở rộ đối với người tuổi Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bạn đã nhận được nhiều sự săn đón đến từ những người khác giới. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng để nhận ra xung quanh mình luôn có những người rất tuyệt vời và quan tâm đến mình. Tuy nhiên, nếu đã lập gia đình, bạn không nên quá buông thả bản thân. Hãy giữ khoảng cách với người khác, biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có lợi trong tương lai, chứ không phải là thỏa mãn những ham muốn nhất thời của mình. Nếu quá phóng túng, bạn sẽ khiến cho người thân của mình phải chịu tổn thương. Đầu tuần, người tuổi này sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong công việc do phải chịu tác động của thương quan, tỷ thiên và kiếp tài. Có điều, bạn không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh, bởi nếu không ngừng cố gắng, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thậm chí còn bắt được cơ hội để khẳng định bản thân. Thiên ấn và chính quan khẳng định với bạn điều ấy. Sao dịch mã chiếu mệnh cũng khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không ngừng cố gắng, bạn sẽ khắc phục được mọi vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, gặp phải nhiều rắc rối khó có thể giải quyết ngay được. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, xã giao tốt đẹp, tuy nhiên không nên buông thả bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy cho người khác cơ hội quan tâm đến bạn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Tử vi học phương Đông cho thấy, vận trình tuần mới của người tuổi Ngọ có những quãng lên xuống khá rõ ràng. Đầu tuần, bạn sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối do thương quan và kiếp tài mang lại. Song nếu biết khắc phục điểm yếu của bản thân và không ngừng cố gắng vươn lên thì cuối tuần, bạn sẽ gỡ bỏ được sự hoài nghi của người khác, khiến mọi người phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tình hình tài lộc của người tuổi Ngọ không có nhiều biến động. Đầu tuần, có thể những người làm nghề tự do sẽ nhận được tiền công xứng đáng với công sức bỏ ra, nhưng sau đó, gần như bạn không nhận được một khoản nào khác nữa. Có lẽ bạn cần thêm thời gian trước khi gặt hái được thành quả đáng mơ ước. Những người có đôi có cặp có thể trải qua một khoảng thời gian khá hạnh phúc và êm đềm. Mâu thuẫn qua đi, hai người càng lúc càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Nếu rảnh rỗi, hai người có thể tìm cách để hâm nóng cảm xúc cho đôi bên. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, làm việc cẩn thận nếu không muốn vướng vào rắc rối lớn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, trải qua nhiều thử thách mới mong được thành công. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, không có nhiều cơ hội làm giàu xuất hiện trong tuần này. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thu hút được ánh mắt của nhiều đối tượng khác giới. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, vợ chồng hòa hợp, có thể tìm cơ hội hâm nóng tình cảm. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Có thể, người tuổi Mùi sẽ phải đối diện và giải quyết nhiều chuyện đau đầu trong tình cảm vào tuần này. Nhiều vấn đề cứ liên tục xuất hiện như muốn thử thách tình cảm giữa bạn và người ấy. Hai người cần phải thực sự tin tưởng nhau thì mới có thể nhận được một cái kết tốt đẹp. Sự nghiệp của bản mệnh thật sự không có nhiều điểm sáng.
Kiếp tài và tỷ kiên cho thấy bạn có thể sẽ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì bản tính cứng đầu hoặc bốc đồng của mình. Cách hành xử thiếu cẩn thận của bạn cũng dễ khiến mọi người cảm thấy mất lòng tin hoặc mất thiện cảm. Tuy nhiên, phương diện tài lộc của bạn lại khá khả quan. Nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện vào khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Song, cần phải nhớ, dù có ham thích làm giàu đến đâu, bạn cũng cần làm ăn chân chính, chớ nghĩ đến việc kiếm lời dựa trên công sức lao động của người khác. Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không nên nóng nảy, tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nhiều biến cố xảy ra thử thách tình cảm của hai người. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ tích cực, không ngừng cố gắng vươn lên. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nhận được một khoản kha khá xứng đáng với công sức lao động. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ bốc đồng, dễ làm mất lòng người khác. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Vì vậy, bạn cần cố gắng hết sức mình trong lúc này, chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy. Quý nhân có thể sẽ xuất hiện và chỉ dẫn cho bạn những lối đi đúng đắn. Cuối tuần là thời điểm bạn không nên đưa ra những quyết định trọng đại, nếu không dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc người có quyền cao chức trọng. Lúc này, bạn chủ yếu nên trau dồi, trang bị kỹ năng để chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ không phải ham cái lợi trước mắt. Đồng thời, hãy là con giáp biết nhận lỗi nếu phạm sai lầm nhé. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, bạn còn là con giáp giỏi ăn nói nữa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Người độc thân phải tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. Với người đã lập gia đình thì tuần này là một tuần buồn vui lẫn lộn. Có thể hôm trước, hai người vẫn còn ngọt ngào bên nhau, nhưng hôm sau, ngay lập tức hai người đã bùng nổ mâu thuẫn. Vì vậy, người tuổi này nên cố gắng học cách bình ổn cảm xúc, không nên quá kích động vì điều gì. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, chớ nên chủ quan dù công việc có đang thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự trợ giúp của quý nhân, hãy nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nhiều cơ hội làm ăn đến vào thời điểm giữa tuần. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vợ chồng không hòa hợp, dễ mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, không nên đưa ra những quyết định trọng đại vào cuối tuần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Người tuổi Dậu theo đuổi con đường sự nghiệp không gặp được nhiều điều may mắn trong tuần này. Có thể đầu tuần, nhờ chính quan phù trợ, bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên đấy, nhưng đó cũng chính là ngọn nguồn đẩy bạn vào rắc rối. Bạn có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân cảm thấy ghen tị và tìm cách gây ra nhiều vấn đề buộc bạn phải xử lý. Tuy nhiên, nếu theo đuổi con đường làm ăn, kinh doanh, bạn lại có thể tìm được khá nhiều cơ hội để mở rộng quy mô của mình. Tất nhiên, đôi khi vẫn có những vấn đề xảy ra, nhưng bạn biết cách biến thách thức thành cơ hội, khiến mọi người hợp tác với bạn phải nể phục. Có điều, sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Các cặp đôi thường xuyên bất hòa hơn là hòa hợp vào thời điểm này, lý do là các bạn chưa thực sự thấu hiểu nhau như mình nghĩ. Cả hai đều cần bớt thời gian để trò chuyện với nhau nhiều hơn, giúp tháo gỡ những hiểu nhầm hoặc khúc mắc đang tồn tại. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận với những kẻ tiếp cận mình, chớ nên quá kiêu ngạo. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có thể được hưởng thừa kế do người đi trước để lại.
Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tài chính khá khẩm bù đắp những khó khăn trước đó. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để tháo gỡ khúc mắc. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Sự nghiệp của người tuổi Tuất tương đối ảm đạm vào khoảng thời gian này, đặc biệt là từ giữa tuần trở đi. Bạn gây thù chuốc oán với nhiều người trong vô thức và có lẽ những kẻ đó sẽ tận dụng mọi cơ hội để hạ bệ bạn. Đáng buồn là bạn cũng sẽ khó nhận được sự giúp đỡ, binh vực của người quyền cao chức trọng. Ngược lại, sao thiên đức cùng với chính tài và thiên tài và thực thần phù trợ khiến tuần này, thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm kinh doanh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Đầu tuần cũng là khoảng thời gian người tuổi Tuất phải trải qua nhiều nỗi buồn tình cảm. Thậm chí, có người sẽ phải chia tay với người đã gắn bó với mình suốt bấy lâu. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng mãi náu mình trong thế giới riêng. Bạn nên mở lòng để những người thực sự quan tâm và xứng với bạn được tiếp cận bạn. Vợ chồng dễ rơi vào tình trạng khắc khẩu vì tính tình nóng nảy, không ai chịu nhường ai. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, tình cảm của đôi bên rạn nứt chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Bạn cần phải bình tĩnh lại và tìm cách giải quyết hợp lý. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, không nên bi quan trong hiện tại mà hãy suy nghĩ lạc quan hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi trong suốt cả tuần. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cứng đầu cứng cổ, tình cảm dễ rạn nứt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, quan tâm đến gia đình, phải đối diện với nỗi buồn tình cảm. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Tiếp nối tử vi tuần trước của 12 con giáp thấy rằng vận trình tình cảm của người tuổi Hợi chỉ có chút ít điểm sáng vào giữa tuần, khoảng thời gian còn lại thì khá ảm đạm. Bạn cho rằng không ai hiểu mình nên cũng không muốn mở lòng tiếp xúc hoặc tâm sự với bất cứ ai. Chính bạn là người đẩy bản thân vào những nỗi buồn triền miên. Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Tuy nhiên, sự nghiệp của bạn lại có rất nhiều biến động tích cực trong tuần này. Có thể sự cố gắng suốt bấy lâu của bạn đã được cấp trên công nhận. Bạn có thể đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, ví dụ như thăng chức, tăng lương. Vận trình tài lộc của bạn thuận lợi hơn khi đến thời điểm cuối tuần. Do đó, bạn nên cố gắng hết sức mình, đặc biệt là người làm ăn không nên để cơ hội vụt qua trước mắt. Có thể bạn sẽ phải vất vả hơn mọi người một chút đó, nhưng thành quả nhận được thì hoàn toàn xứng đáng. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, thu mình trong thế giới riêng, không muốn tiếp xúc với người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tìm được cơ hội làm ăn vào thời điểm cuối tuần. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, sự cố gắng được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động bỏ ra. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón một tuần mới nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.